Những ngày qua cả nước đều hướng về những người dân đang phải cách ly phòng chống dịch COVID-19 vì Tết Nguyên đán đang đến rất gần và đặc biệt là các em nhỏ. Vâng, Tết đối với chúng ta là dịp để cả gia đình đoàn tụ sum vầy đúng không anh Tú? Thế nhưng mà dịch COVID-19 đã khiến Tết năm nay trở thành một cái Tết đặc biệt, một kỷ niệm khó quên đối với nhiều gia đình bởi hàng nghìn người, trong đó có cả những đứa trẻ mới chỉ 8 đến 9 tuổi phải đón Tết trong các khu cách ly. À vâng, những hình ảnh như thế này đã khiến cho không ít người xúc động và cảm thấy buồn. Tuy nhiên tất cả chúng ta cùng đồng lòng và quyết tâm khắc phục khó khăn, bởi đó chính là giải pháp tốt nhất để Việt Nam sớm vượt qua đại dịch. Những ngày cuối năm âm lịch 2020, những hình ảnh khiến cho cả cộng đồng xã hội phải sửng sốt và xúc động. Đó là hình ảnh những em bé mầm non mặc áo mưa xếp hàng đi cách ly. Hình ảnh những chuyến xe đưa học sinh tiểu học đến điểm cách ly tập trung ngay trong đêm, đánh dấu hành trình 21 ngày các em xa gia đình. Thì phải thực hiện cách ly trong những ngày Tết này, thì tôi cũng như là mọi người trong khu cách ly, như là giáo viên, cán bộ công nhân viên, là phụ huynh học sinh, các em học sinh cũng cảm thấy buồn, bâng khuâng nhớ nhà. Xong nhưng vì công cuộc chung là chống phòng chống dịch Covid nên tất cả anh em cũng sẽ chấp hành nghiêm chỉnh cái khu nội quy cách ly và động viên nhau làm sao thực hiện tốt cùng với toàn dân đẩy lùi cái dịch cúm, và mong là các cháu, các em học sinh cũng như mọi người trong cách ly này được đón một cái Tết rất là đặc biệt và được coi như một sự trải nghiệm đặc biệt trong cái đợt là phòng chống dịch Covid này. Thực ra là trong cái không may thì có cái được cho học sinh là khi các em ở trong này thì cái tính tự lập của các em là phát huy được. Thế và nhiều khi là các em ở nhà có tính là ỉ lại bố mẹ, ỉ lại người lớn trong cái việc mà làm một số các công việc, thì vào trong này các em hoàn toàn các em tự phải làm. Thì có lẽ đây là cũng là một cái đợt trải nghiệm gọi là có ý nghĩa đối với các em. Và xong rồi này những em mà vào trong khu cách ly rồi thì cũng có nhiều cái sự là động thay so với trước khi mà các em vào cách ly về cái tính tự lập. Năm nay là một cái Tết đặc biệt đối với con vì con không được ăn Tết cùng gia đình, không được đi sắm Tết cùng bố mẹ, không được về quê ngoại ăn Tết như mọi năm. Nhưng ở đây con được sự quan tâm của các cô, các bác. Con được nhận nhiều quà. Con và các bạn sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để sớm về nhà. Vui nhưng mà cũng hơi buồn. Vui khi ở đây có các thầy cô, các bác phụ huynh chăm lo cho chúng em từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Bây giờ em đang rất nhớ nhà, em mong được về nhà sớm nhất có thể. Con thấy rất buồn vì nhớ bố. Con muốn được về nhà đi chúc Tết giống như năm ngoái. 300m đến nhà, sao xa quá là xa. Lần đầu bé vắng nhà, mẹ và bà xót xa. Những lời ca còn trẻ, những vần thơ chất chứa nỗi niềm người lớn sẽ tiếp thêm sức mạnh, khẳng định tinh thần vượt khó đã trở thành truyền thống của người Việt Nam. Xuân vừa đến trên cành cao cho ngàn muôn năm.